Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri báo trước cực chuẩn xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, được các tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ, thần tài ưu ái, thiên thời địa lợi nhân hòa, phất lên như diều gặp gió, hết khổ đổi đời giàu sang, phú quý ngập trời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Tuy nhiên, nhiều cô bác lại thắc mắc rằng tại sao có người cả đời hiền lành mà lại gặp lắm tai nạn, khổ sở đến vậy. Trái lại, có người hung ác, sao vẫn được an lành và gặp nhiều may mắn. Đúng là theo luật nhân quả, ai làm nấy hưởng, ai làm nấy chịu. Luật nhân quả giải thích được các việc đó trong ba thời là trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Có những nguyên nhân được tạo ra trong quá khứ thì kết quả hay hậu quả sẽ nhận được trong hiện tại. Có những nguyên nhân được tạo ra trong hiện tại thì kết quả hay hậu quả sẽ nhận được trong tương lai. Người hiền lành đang gieo nhân lành trong hiện tại, kết quả tốt chưa đến thì hiện tại phải đền trả quả báo xấu, là vì do nghiệp nhân xấu đã gây tạo trong quá khứ. Khi quả báo xấu hết rồi, vận xui qua rồi thì con người bắt đầu gặp may mắn, gặp vận hơn, gặp số đỏ, gặp quý nhân mà ăn nên làm ra, tiền vô như nước, dạng sự hanh thông. Do đó sách có câu hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai, chính nghĩa như vậy. Theo những bậc thầy tử vi phương Đông, họ dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh cùng với sự dịch chuyển của các sao chiếu mệnh thì thấy được duy nhất trong năm 2024 này, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, may mắn được rất nhiều phúc tinh chiếu mệnh, thần tài che chở mà ban cho vận may bất ngờ, và được cả thiên thời địa lợi nhân hòa mà phất lên như diều gặp gió. Vậy, vận may nào sẽ đến với người tuổi Nhâm Dần, làm sao để tận dụng triệt để các cơ hội đang tới? Tất cả những điều này đều sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi thời điểm sắp tới đây của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp, tuổi Dần là biểu tượng cho con hổ, sinh vật ở vị trí thứ 3 trong chuỗi này. Loài vật này được coi như là vị chúa tể của rừng xanh, hoặc được gọi một cách dân giả là ông cọp. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ. Người tuổi Dần yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Đặc biệt, họ là người mạnh mẽ, quyền uy, thường không dễ bị áp bức hay bị du khống. Nhâm Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyết đoán nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc. Họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Người tuổi hổ rất được lòng mọi người. Họ thông minh, nhân hậu, có cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người, vẻ ngoài tự tin khiến nhiều người kiêng nể. Đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, có quyền lực trong tay. Người tuổi Nhâm Dần là người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng.
họ hào phóng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Thái độ chân thành của người tuổi Nhâm Dần sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không khoanh tay đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Phía sau vẻ oai hùng, người tuổi Nhâm Dần còn ẩn chứa một sức mạnh kiên định. Chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ngồi vào ngôi báo của bậc quân vương. Nhâm Dần thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng, sâu xa mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cối, tâm hồn trong sáng, không chút dẫn đục. Tuy nhiên đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền bạc, hay chỉ trích người khác, chăm bằng tán chuyện thị phi, lại thiếu nhẫn nại, hay dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao, lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện đẩy đưa, nên ra ngoài xã hội rất dễ gặp chuyện mâu thuẫn với mọi người, bị mọi người ghét bỏ, xa lánh. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối, bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp của người tuổi này khá phát triển, bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm, chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Người tuổi Nhâm Dần được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt. Dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, bản mệnh hành xử nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cần. Chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, họ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Nữ mệnh tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời. Thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Vào tiền vận, nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi thì lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Đối với đàn ông tuổi Nhâm Dần, họ là người có trí tuệ, càng lớn tuổi, kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Nam mệnh có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây, bắt đó, đứng núi này, trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động, từ đầu tư sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng dốc rất thanh tú, nói chuyện vui vẻ, được lòng người, đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận. Nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn là làm việc, nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp càng hưng thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, phải nhờ con cháu mà an nhàn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải chi tiết vận trình về các phương diện chính của cuộc sống của con giáp tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong thời điểm sắp tới đây, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện tài lộc, bước sang thời điểm sắp tới này, vận trình tài lộc của người tuổi Nhâm Dần khởi sắc hơn hẳn. Một mặt được vận khí ủng hộ, mặt khác lại có tam hội quý nhân trợ lực, nên con đường kiếm tiền làm giàu cũng được thuận lợi. Cảm giác mọi việc trôi chảy bất ngờ với những người làm công ăn lương. Vì tuổi trẻ cây quất kiếm tiền, nên hiện tại cũng không phải phải lo lắng chuyện tiền nong. Chế độ lương hưu cũng giúp bản mệnh sống an nhàn đến cuối đời. Với người kinh doanh buôn bán, đây cũng là một tháng buôn may bán đắt với bạn. Các đơn hàng được xử lý trơn tru, nhập vào hay xuất ra đều đạt được doanh thu khả quan. Tuy nhiên, dù tháng này có dấu hiệu ổn định hơn so với tháng trước, nhưng đầu tư mạo hiểm thì vẫn có thể dẫn tới phá tại bất cứ lúc nào. Nhất là những hạng mục như chứng khoán, tiền ảo, tỷ lệ lỗ nhiều hơn lãi, nên biết dừng đúng thời điểm. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp,
Con đường sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt nhờ có sự nâng đỡ của nguyệt lệnh Lâm Quan. Bản mệnh có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng, cốt là bạn có sẵn sàng bỏ công bỏ sức ra làm việc, không ngại đứng trước thử thách khó khăn. Với người làm công ăn lương thì thời điểm sắp tới này là khoảng thời gian bạn luôn cần mẫn làm việc, bất kể là trong những lúc mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi. Sự nhiệt tình trong công việc giúp bạn nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy tự tin hơn nữa vào năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt thời cơ. Bạn cũng có những điểm mạnh mà người khác không có được, chỉ cần phát huy đúng lúc thì ắt sẽ bước được những bước tiến dài. Các tinh thiên du chiếu mệnh cũng giúp cho những người theo con đường học tập nghiên cứu hoặc con đường quan hệ xã hội đạt được những bước tiến nhất định. Sự thông minh, hiếu học khiến bạn nhanh chóng tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng, đồng thời có cách áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý tới những tác động tiêu cực do hung tinh thiên hình mang lại. Bạn trở nên kiêu căng, tự mãn với những thành công mà mình vừa gặt hái được. Xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều những người tài giỏi. Nếu bạn quá dễ hài lòng với bản thân thì sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Đồng thời, bạn cũng sẽ trở nên chủ quan, lơ là, dễ dàng hành sự bất cẩn hoặc khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Xét về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Nhâm Dần trong thời điểm sắp tới không được khả quan cho lắm. Bản mệnh có nhiều nỗi lo lắng, không được an yên, khiến cho tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng. Mặc dù cuộc sống của con giáp này chẳng có quá nhiều biến cố, nhưng chính bạn đang đặt ra áp lực cho bản thân, dễ thay đổi, cảm xúc thất thường, khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng. Xem cửu cung phi tinh thời điểm sắp tới này, bản mệnh nên tránh dùng nhiều đồ màu vàng hoặc đỏ ở góc chính đông trong nhà, có thể khiến cho cảm xúc bất định, dễ hốt hoảng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, vận trình tình duyên của tuổi Nhâm Dần trong thời điểm sắp tới được đánh giá không được thuận lợi cho mấy. Song tiết tài tại mệnh ngụ ý một con người hành xử độc đoán nên sẽ đơn côi. Đồng thời lòng tự tôn của bạn cũng quá mạnh, khiến họ khó có thể mà tìm được tiếng nói chung trong bất kỳ mối quan hệ nào. Lời khuyên cho người tuổi Nhâm Dần, bạn cần lưu ý lời ăn, tiếng nói và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, là tự mình tách biệt ở thế giới riêng. Đồng thời, nếu người tuổi này đã có con cháu thì lưu ý không được quá nuông chiều đứa trẻ. Tiếp theo chương trình, sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý khán giả lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, cần đặc biệt chú ý điều này trong thời điểm sắp tới đây. Thì phi rình rập, xem vận hạn của 12 con giáp trong thời điểm sắp tới, thấy rằng hòa thì phi luôn rình rập người tuổi Nhâm Dần, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa. Bản mệnh cũng không nên ôm chuyện bao đồng, đặc biệt với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh cần chú trọng uy tín tuân thủ pháp luật. Đừng xung đột với cơ quan hành pháp, nếu không sẽ rất dễ bị tổn hại. Khi gặp mâu thuẫn với ai, tốt nhất không nên tranh chấp quá gay gắt, thay vào đó nên cố gắng hòa giải. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn lắng nghe nhau, thử đặt mình vào vị trí của người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 1 âm lịch, tức là tháng Giêng, trùng với thời điểm Tết đến, xuân về, nên người tuổi Nhâm Dần sinh vào thời điểm này trong năm cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định, vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng. Từ khi sinh ra đã được sống trong phú quý, người này có số thăng quan, phát tài, thông minh, tài giỏi, ở trên dạng người, không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở, người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, có con đường phát triển hanh thông. Dưỡng phát, có thể nói, người cầm tinh con hổ mà sinh tháng Giêng thì quả là tháng sinh đại cát của 12 con giáp, vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng tiết kinh trập là thời điểm xuất lực dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân, người này tài trí hơn người, dụng mưu như thần, việc gì đã quyết là tất sẽ thành, có tài kinh bang tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người,
vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 2 âm lịch trùng vào tiết Kinh Trập là vô cùng tốt đẹp. Tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp, kinh thiên động địa, vừa có đức, lại vừa có tài, vừa có trí, lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu. Thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, người này được lộc đất trời nên có khí thế xung thiên, lập nên nhiều công trạng, quạn lộ hanh thông, trọng người ngưỡng vọng. Người này tiền vận không được tốt cho lắm, từ sau tuổi trung niên thì điểm khởi phát không gì có thể ngăn cản được, sự thăng tiến nhanh như vũ bão, khí thế hiếm người bị kiệt. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng 3 âm lịch, trời phú cho sự thông minh, đỉnh ngộ, dù làm bất cứ việc gì cũng đạt được thành tích cao tới bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, tiết trời nóng bức, sông cây cối lại xung xuê, tươi tốt, người này được hưởng phú quý, cả đời không phải lo phiền, con cháu hiền hiếu thảo. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng 4 âm lịch, xem tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải lo phiền. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng, vận mệnh người này khá tốt, con người có phong độ, có uy nghiêm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người, biết tiến biết lùi, giỏi ăn nói, giỏi đối nhân xử thế, bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhờ thế mà đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp, thành công vang dội, phú quý đầy nhà, người người ngưỡng vọng. Tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 5 âm lịch, người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình. Nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, tính cách ngay thẳng, cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên, người này tính khí có phần nóng nảy, nên dễ đắc tội với người khác, nên cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thửu trong năm, tiết trời khô hanh, làm gì cũng khó, chính nhờ thế mà người này có ý chí hơn người, có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm hiếm ai sánh bằng. Có điều, ý chí không thiếu, mà tài lực lại góp phần ít ỏi, nên mưu sự khó thành, sự nhiều khó khăn. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 6 này khá trắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình, nếu có thể sẽ giúp đỡ tới cùng, có ý chí, có quyết tâm, song một đời nhiều lần thất vọng khi ước mơ. Tuy có lòng thực hiện bản thân, nhưng tài lực không đủ, lại không may mắn có quý nhân giúp đỡ, nên có thể gặp phải chuyện tan tóc, mất đi người quý mẫu. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch vào tiết Lập Thu, xem vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần theo tháng sinh âm lịch thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 7 âm lịch có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người, họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên, tổ nghiệp phúc mỏng nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, từ trung vận trở đi, dựa vào nghị lực của bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 8 âm lịch. Người cầm tinh con hổ là chúa tể rừng xanh, khi có thiên tư đỉnh ngộ, mưu sự siêu việt, tài văn chương xuất chúng, lại có khả năng nhìn xa trông rộng, nên nắm bắt được nhiều thời cơ hiếm có, cả đời đều được trọng vọng, gian danh bốn bể, ý chí ngất trời. Song người này phúc lộc tổ tông bạc, nên cả đời phải tự lực, tự cường, dựa vào bản thân là chính. May sao có quý nhân tới giúp sức phần nào, nên gặp hung quá cát, vận trình dần dần hưng vượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần
sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người sinh tháng này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, chỉ hiềm sinh không gặp thời, nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường, chứ không mơ tưởng đại nghiệp, thậm chí còn có ý từ bỏ cõi hồng trần, tu thân, xóa bỏ tạp niệm. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 9 âm lịch, xét theo tử vi 12 con giáp, thì người này tài trí hơn người, thông minh, linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác, chỉ có điều họ không đủ thực tế. Chỉ biết học suông, chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống, khả năng tự lập kém, khá dựa dẫm, ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác, chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa, người này mắc phải chứng tự cao, tự đại, nên làm gì cũng khó khăn, cản trở, không được quý nhân ái thương, có tài mà chẳng có nơi dụng võ, chỉ biết cảm thắng thế sự, không chịu lòng người. Nếu biết sửa đổi tính này, tự lập hơn, dám chịu khó, chịu khổ, thì có thể sẽ làm nên sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, vận mệnh người này tuy rằng vất vả, nhưng không được như ý, có tài năng, có trí tuệ, song sinh chẳng gặp thời. Phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi, song lực mỏng phải dựa vào người khác, thì mới mong có thể lập nghiệp. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn, vất vả, công sức bỏ ra nhiều, nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu. Họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã. Nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy, thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có điểm khởi phát. Nếu không thì vất vả cả đời, nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết. Người này vận mệnh cuộc đời chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai họa bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, hạn lao tù, mưu sự khó thành, nhiều nỗi ưu sầu, dạng sự cẩn trọng dẫn hơn. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 11 âm lịch, cuộc đời phải trải qua nhiều tay ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ ít nhiều, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình, thì dù không làm nên sự nghiệp gì dễ dàng, to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mệnh có điểm báo hiểm họa lao tù, nên cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơi là cảnh giác, kẻo sẽ vướng vào tai họa từ trên trời rơi xuống. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 12 âm lịch, tức là tháng Chạp. Người cầm tinh con hổ sinh tháng 12 âm lịch, cuộc đời nhiều sóng gió, ưu tư, chẳng được hưởng cảnh thái bình, cả đời sống trong bóng tối, mờ nhạt, chẳng mấy người biết đến, khó có được thành tựu nào đáng kể. Nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bạn bè, để dựng dẫn quý nhân, nhờ quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thể hiện tài năng, may ra đạt được ước nguyện, có sự nghiệp, công danh thăng tiến. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện cuộc sống của người biết đủ. Một vị thiên sứ trên đường đi truyền tin đã tranh thủ chợp mắt ở một nơi thanh vắng, nhưng không ngờ lúc tỉnh dậy đã bị mất đi đôi cánh. Lúc đó thiên sứ vừa lạnh vừa đói, vì không còn sức mạnh, nhưng may mắn gặp được một người chăn cừu. Chàng chăn cừu thương cho hoàn cảnh hiện tại của thiên sứ nên cho mượn quần áo và đồ ăn. Anh không quên yêu cầu, việc giúp người khác là việc nên làm, nhưng anh nên hiểu rằng tôi không thể cấp đồ ăn và quần áo cho anh mãi được. Nếu anh định ở lại đây lâu thì anh phải làm việc giúp tôi. Thiên sứ đồng ý và ngày ngày chăn cừu, chải lông và anh thu gom lại hết những chiếc lông bị rụng và kết thành một đôi cánh mới. Sau khi thiên sứ khoác đôi cánh lên người, anh có lại được sức mạnh và bay lên cao. Thiên sứ vui mừng nói, tôi có thể thực hiện ước muốn của anh. Vậy anh muốn gì? Người chăn cừu háo hức, tôi muốn có 100 con cừu. Khi vừa nói xong, anh đã có thêm 100 con cừu. Thế nhưng sau một thời gian vất vả trăm năm, số cừu quá lớn, anh lại hỏi xin thiên sứ, xin anh hãy lấy cừu của anh về đi. Tôi giờ cần một ngôi nhà, ngay lập tức. Anh có một ngôi nhà to đẹp, nhưng sau đó anh chỉ cảm thấy cô đơn một mình trong ngôi nhà đó, nên anh ta lại nói với thiên sứ, tôi không cần nhà nữa, tôi muốn có một con ngựa. Nhưng đến khi có ngựa anh lại chẳng biết nên đi đâu, khi anh đã quen cuộc sống chăn cừu của mình ở đây. Người chăn cừu lại nói với thiên sứ, anh hãy lấy lại mọi thứ đi, tôi giờ đây đã hiểu, khi những nguyện vọng của tôi thành hiện thực, nó không những không đem lại niềm vui như tôi tưởng. Thiên sứ nói, anh thực sự không còn mong ước gì sao?
tôi còn có thể cho anh một tính cách tốt, người chăn cừu nói. Tôi đã có một tính cách tốt nhất rồi, đó chính là biết đủ, vì thế tôi không cần thêm bất kỳ thứ gì nữa. Quý vị thân mến, người chăn cừu đơn giản là đại diện cho mỗi chúng ta, kẻ luôn có tâm ham muốn từ thứ này tới thứ khác, vì nghĩ rằng có chúng mình sẽ giàu có, hạnh phúc. Thế nhưng, đến khi đạt được điều mình muốn rồi, ta lại cảm thấy chán và bắt đầu lại muốn điều khác, và dường như việc này không ngừng nghỉ để khỏa lấp sự trống vắng trong lòng mình. Điều này cũng tương tự như tâm lý của những đứa trẻ con, khi nhận được món đồ chơi chúng thích, thì chỉ chơi được một lúc chúng lại dòi dĩnh món đồ khác. Vì thế, biết đủ là gia tài lớn nhất, vì nếu không thân ta cứ tất bật, mà lòng cứ mãi lo toan, mong cầu, thì làm sao có được hạnh phúc giữa biển trời những ham muốn này chứ? Danh lợi là vô biên, nhưng chớp mắt một cái mọi thứ cũng có thể tan như khói mây. Nếu ta cứ mãi quay cuồng trong đó thì bao giờ cho hết khổ. Vì thế, chỉ khi ta biết đủ, thân tâm mới mãi rạng ngời, có những hạnh phúc thật giản dị, nên đừng để mãi đến khi phải đối diện với sinh tử, ta mới hiểu ra biết đủ là gia tài lớn nhất. Tại thời điểm đó, danh lợi phú quý đều trở thành vô nghĩa cả. Điều đó không có nghĩa là ta không cần theo đuổi chúng, mà phải biết theo đuổi cũng phải biết lường sức, biết vừa đủ. Ví dụ người khác 5 năm thành công, ta chậm hơn thì 10 năm, 15 năm. Điều quan trọng là bản thân ta phát triển lên từng ngày. Đừng làm việc gì quá sức rồi chỉ chìm trong mỏi mệt, chán nản rồi bỏ cuộc trong khi cái đích còn ở quá xa ta. Biết đủ rồi, ta mới đủ an lòng, đủ bình tĩnh tiếp tục theo đuổi mục tiêu cuộc đời mà ta mong muốn. Biết đủ rồi, mới có thể đối mặt với mọi chuyện bằng tâm thái điềm nhiên. Biết đủ rồi, mới có thể khiến cuộc sống tăng thêm sắc màu, thêm niềm hân hoan hạnh phúc. Để có được điều đó, ta cần quan sát những cảm xúc khởi lên trong tâm mình và chiến thắng bản thân. Cần bỏ đi những cố chấp, buông xuống những oán giận, thay vào đó hãy tăng thêm hoạt bát hồn nhiên, cộng thêm tình cảm chân thành. Có như vậy mới khiến cuộc đời ngập tràn ánh mặt trời. Hầu hết chúng ta sống trong phúc mà không biết phúc, chỉ ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, thậm chí sinh tâm đố kỵ với người ta. Nguyên nhân cũng vì đứng núi này trông núi nọ, lòng tham quá nặng, dục vọng quá lớn mà nên. Tuy mỗi người có cách sống khác nhau, quan niệm và cảm nhận hạnh phúc khác nhau, nhưng điều cần có trước tiên vẫn là một tâm thái biết đủ thường tự cảm thấy an vui. Không biết đủ là tự hại chính mình. Bất hạnh thường bắt nguồn từ bản thân mình, phiền não thường khởi đầu từ so sánh. Hạnh phúc vốn không khó, điều khó là ở cặp mắt có nhận ra hạnh phúc hay không. Những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi trong cuộc đời này, nghĩ kỹ lại có chuyện nào không phải hạnh phúc? Kỳ thực hạnh phúc chính là đạt được một cách thản nhiên. Hạnh phúc chính là cảm giác của tự mình. Chỉ cần ta biết đủ, hạnh phúc sẽ luôn ở bên. Người xưa nói người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi, nuốt không được nhưng cũng lại không muốn nhả ra, rốt cuộc là tự hành hạ chính mình. Khi chưa đạt được điều mình muốn, tâm trạng sẽ xấu đi, thì mọi thứ đều là mớ bòng bong. Có người thua cuộc thường không phải là thua bởi người khác, mà là thua bởi cảm xúc của tự mình. Tâm trạng xấu không chỉ làm giảm mất hình tượng của tự mình, còn giảm thấp năng lực của tự thân, khuấy đảo tư duy, ảnh hưởng nặng nề đến tính tâm của mình. Con người điều đáng sợ nhất ấy là không biết đủ, vì khi đó không khác gì bà vợ tham lam trong chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Lòng tham không kiểm soát thì cuối cùng lại chẳng còn lại gì. Lòng càng đơn giản, mọi chuyện cũng theo đó mà trở nên đơn giản. Mọi chuyện đơn giản rồi, cuộc sống cũng sẽ đơn giản theo. Nhà có rộng lớn thênh thang thì đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét. Đồ ăn đồ uống có nhiều đến cỡ nào thì ngày ăn cũng chẳng quá 3 bữa. Con nước lớn dẫu dâng trào cuồn cuộn, bạn không thể lấy hết được, cũng không thể dùng hết được, bởi điều thực sự thuộc về bạn chỉ là một gáo nước mà thôi. Cuộc đời giảm bớt tham lam, thêm phần biết đủ, giảm thiểu dục vọng, thêm phần thanh bạch, hạnh phúc nhất định sẽ luôn ở bên bạn. Dân, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.